Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23 tháng 3 đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga Putin, khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của chính phủ Nga trong việc duy trì an ninh và ổn định quốc gia. Trong bức điện, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tỏ ra sốc trước vụ tấn công nghiêm trọng gây nhiều thương vong này. Ông thay mặt chính phủ và người dân Trung Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, cũng như lời thăm hỏi tới những người bị thương và gia đình của các nạn nhân vụ tấn công. Ông khẳng định Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố và kiên định ủng hộ nỗ lực của chính phủ Nga trong việc duy trì an ninh và ổn định quốc gia. Cùng ngày, nhiều cư dân mạng nước này đã lên trang Weibo chính thức của Đại sứ quán Nga tại Bắc Kinh thăm hỏi, động viên, chia buồn về vụ tấn công đẫm máu vừa xảy ra tại nước này. Ngay sau đó, Đại sứ quán Nga đã lên tiếng cảm ơn sự ủng hộ và chia sẻ của người dân Trung Quốc. Trước đó, tối ngày 22 tháng 3, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại trung tâm thương mại Krokus gần thủ đô Moscow, khiến hơn 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất tại Nga trong hơn hai thập niên qua. Giới chức Nga cho biết, hơn 70 đội cứu thương đã điều trị và sơ tán các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall ở tây bắc thủ đô Moscow. Theo hãng tin AC các tay súng đã xông vào trung tâm Krokus City Hall ở Krasnogorsk vào tối ngày 22 tháng 3 khi đám đông đang xem một ban nhạc rock biểu diễn. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết ít nhất 60 người đã thiệt mạng và gần 150 người khác bị thương trong vụ xả súng. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công khủng bố. Các nhân viên y tế đã làm việc cùng với lính cứu hỏa để sơ tán những người sống sót ra khỏi trung tâm hòa nhạc giữa lúc các đám cháy đã xuất hiện ở tầng hầm và mái nhà. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murasko cho hay 115 người đã phải nhập viện, trong đó có ít nhất 5 trẻ em. Theo ông, ít nhất 60 người lớn và một trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch. Phó Thủ tướng Nga Tajana Golikova chia sẻ với các phóng viên rằng hầu hết các ca phẫu thuật cần thiết đã được hoàn thành và những bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt đã được chuyển đi. Giới chức Moscow đã kêu gọi người dân hiến máu. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Belarus Alexander Hodzaev tuyên bố Minsk sẵn sàng gửi bác sĩ và vật tư y tế tới Nga nếu cần. Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào khán phòng hòa nhạc trong trung tâm thương mại Krokus City Hall gần thủ đô Moscow tối ngày 22 tháng 3. Điện Kremlin cho biết tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã nghe các báo cáo từ các lãnh đạo của cơ quan an ninh liên bang gọi tắt là FSB, Ủy ban điều tra, lực lượng cảnh vệ quốc gia và các bộ nội vụ, tình trạng y tế và khẩn cấp. Phó Thủ tướng Tatiana Golikova cho biết, ông Putin đã bày tỏ chia buồn và mong những người bị thương chóng bình phục sau vụ việc. Theo thông tin cập nhật từ Ủy ban điều tra sáng ngày 23 tháng 3, số người thiệt mạng hiện là hơn 60 người, trong khi ít nhất 145 người bị thương đã được nhập viện điều trị. Thi thể những người thiệt mạng đang được kiểm tra để xác định danh tính. Ủy ban trên cho biết số nạn nhân có thể sẽ tiếp tục tăng. Người phát ngôn ủy ban này cho rằng hiện còn quá sớm để thông tin về những kẻ tấn công. Trên trang mạng của Bộ Y tế tại vùng thủ đô Moscow, ít nhất 9 trong số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Maria Zakharova cho biết toàn thể cộng đồng thế giới cần lên án hành động tội phạm man dợ này. Mọi nỗ lực đang được tập trung vào việc cứu người bị thương. Trong khi đó, nhà chức trách Nga đã cảnh báo nguy cơ tin giả về vụ tấn công trên các trang mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn. Giới chức Nga cũng cảnh báo về khả năng có thể xảy ra tấn công mạng, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác tối đa. Trước đó vào tối ngày 22 tháng 3, một nhóm người đã lọt vào phòng hòa nhạc ngay trước giờ khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc đốc Picnic nổi tiếng của Nga và nổ súng tự động vào đám đông. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự dưng đã thừa nhận đứng sau vụ việc. Chính quyền thành phố Moscow đã thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này. Nga gọi đây là cuộc tấn công khủng bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên. Các cơ quan chức năng của Nga cũng đã mở ngay một cuộc điều tra về vụ việc. Được tin vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Krokus của Moscow, Nga vào ngày 23 tháng 3 theo giờ địa phương khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Putin. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện chia buồn tới Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Sáng ngày 23 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, chúng tôi hết sức bàng hoàng khi nhận thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man này và xin gửi tới chính phủ, nhân dân Nga cùng với gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất. Việt Nam lên án mạnh mẽ, hành vi khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thù ác sẽ bị trừng trị thích đáng. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay chưa ghi nhận công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại bám sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết trong trường hợp có công dân gặp nạn. Đại sứ quán cũng đã khuyến cáo cộng đồng hạn chế có mặt tại khu vực đông người, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin. Công dân liên hệ ngay với Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân 79-166-82-1617 hoặc tổng đài bảo hộ công dân tại Việt Nam. 84 981 -84 khi gặp tình trạng khẩn cấp để được hỗ trợ. Theo truyền thông Nga, ít nhất ba tay súng mặc trang phục chiến đấu đã xông vào trung tâm mua sắm và tổ hợp hòa nhạc Krokus City Hall ở thành phố Moscow và xa súng, làm hơn 60 người thiệt mạng và ít nhất 145 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga trong suốt hàng chục năm qua. Washington có bằng chứng tình báo xác nhận tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đứng sau vụ tấn công đẫm máu gần thủ đô Moscow, Nga, hai quan chức Mỹ khẳng định hôm 22 tháng 3. Hai vị này đồng thời cho biết Washington đã cảnh báo Nga trong những tuần gần đây về rủi ro bị tấn công, theo Reuters. Phát ngôn viên Andrini Watson của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, đầu tháng này, chính phủ Mỹ có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch ở Moscow, có khả năng nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ họp lớn, bao gồm các buổi hòa nhạc. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó đã đưa ra lời khuyên công khai cho người dân Mỹ ở Nga. Vị này nói thêm, chính phủ Mỹ cũng đã chia sẻ thông tin này với giới chức Nga theo khuôn khổ của chính sách nghĩa vụ cảnh báo. Ít nhất 60 người thiệt mạng và 145 người bị thương vào ngày 22 tháng 3 khi các tay súng mặc đồ ngụy trang, xà đạn vào đám đông tham dự một buổi hòa nhạc gần Moscow. Đây là một trong những vụ tấn công chết chóc nhất lịch sử Nga kể từ năm 2004. IS nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, chúng tôi đã cảnh báo Nga một cách thích hợp, Đại sứ quán Mỹ tại Nga vào ngày 8 tháng 3 từng cảnh báo những kẻ tấn công đã lên kế hoạch tấn công Moscow vài giờ sau khi cơ quan an ninh Nga tuyên bố phá vỡ kế hoạch của một nhánh IS nhằm xả súng vào giáo đường Do Thái. Đại sứ quán Mỹ khi đó kêu gọi tất cả người dân Mỹ rời khỏi Nga ngay lập tức. Họ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về bản chất của mối đe dọa, chỉ nói rằng người dân nên tránh các buổi hòa nhạc và đám đông cũng như chú ý đến môi trường xung quanh. Theo đài RT, vụ giả súng xảy ra vào tối ngày 22 tháng 3 tại trung tâm Krakow City Hall ở Krasnogorsk, một vùng ngoại ô Tây Bắc Moscow. Cơ quan an ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB xác nhận 60 người đã thiệt mạng và 145 người khác bị thương khi những kẻ mặc đồ ngụy trang, xà đạn và đám đông đi xem hòa nhạc. Giám đốc FSB báo cáo với Tổng thống Putin về việc bắt giữ 11 người, trong đó có 4 nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ tấn công khủng bố ở Krakow City Hall. Dịch vụ báo chí Điện Kremlin cho biết, FSB đưa tin vụ nổ súng và hỏa hoạn xảy ra trước buổi hòa nhạc tại Krokus City Hall ở Krasnogos, ngoại ô Moscow. Theo dữ liệu mới nhất từ Ủy ban điều tra Nga, ít nhất 60 người đã thiệt mạng, nhưng con số này vẫn có thể tăng lên. Hiện công việc đang được tiến hành để xác định các đồng phạm khủng bố. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống cho biết, ông Putin đã được thông báo về vụ xả súng ở Krokus trong những phút đầu tiên. Ông nhận được thông tin về những gì đang xảy ra và các biện pháp được thực hiện thông qua tất cả các cơ quan liên quan. Sau đó, cơ quan báo chí của tổng thống đưa tin rằng những người đứng đầu FSB, Bộ Nội vụ, Ủy ban Điều tra và Lực lượng Vệ binh Nga đã báo cáo với nguyên thủ quốc gia về cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố, người đứng đầu Bộ Tình trạng Khẩn cấp về các biện pháp cứu người, Bộ trưởng Bộ Y tế và thống đốc khu vực Moscow về việc hỗ trợ các nạn nhân. Hàng trăm người đã xếp hàng bên ngoài bệnh viện ở Moscow để hiến máu cho những người bị thương trong vụ tấn công vào tòa thị chính ở Krakow, như được thấy trong video của RT và cơ quan truyền thông khác. Danh sách những người bị thương do Bộ Y tế khu vực Moscow công bố có hơn 140 mục. Hàng chục nạn nhân được cho là đang trong tình trạng nghiêm trọng. Thông tin cập nhật về số lượng thương vong dự kiến sẽ sớm được công bố. Một trong những nạn nhân nhập viện trong vụ giả súng ở tòa thị chính Krakow cho biết cô sống sót bằng cách giả chết. Trong một cuộc phỏng vấn được một số cơ quan truyền thông Nga chia sẻ, người phụ nữ kể lại rằng những kẻ tấn công đã phát hiện ra cô cùng một số người khác và nhanh chóng nổ súng khi các nạn nhân bỏ chạy để thoát thân. Người phụ nữ nói, tôi ngã xuống đất và giả vờ chết. Một cô gái ở gần tôi có lẽ đã thiệt mạng và cho biết thêm rằng khi ngọn lửa bùng lên trong tòa nhà, cô nằm gần cửa để có cơ hội thở. Người phụ nữ cũng bị bỏng vì hòa hoạn cho biết cô đã có thể bò về phía lối ra vài phút sau đó thành phố krokus một địa điểm âm nhạc ở phía tây bắc thủ đô nga đã bị tấn công bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính vào cuối ngày thứ sáu